là tôi đã thấy qua ngôi nhà này rồi. Cô gái này là ai? Lúc nãy con gặp cổ nằm ngủ bên cạnh mộ Phương. Là sao? Đêm con gái bác qua đời, bác sĩ nói với bác là có một cô gái cần phải thay tim gấp. Cô chính là người đang mang trong mình trái tim của vợ tôi. Chị Phương không muốn em rời khỏi căn nhà này cho đến khi em biết được mọi chuyện. Mà anh linh cảm có cái gì đó không ổn ở đây. Anh linh cảm điều gì? Đây là Linh, vợ tôi chứ không phải con gái bà đâu. Hai người đang làm cái trò gì đấy? Em dường như không kiểm soát được bản thân mình. Chị Phương đang điều khiển em. Chị cần em giúp